Hi, xin chào anh em nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách cân phao trong câu đà nha anh em. Thì những anh em nào đang chuẩn bị bước vào cái môn câu đà á, hoặc là những anh em nào mà chưa biết cân phao thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em nha. Còn những anh em nào mà hoặc là các bác nào là đã cần thủ rồi mà đã cân phao rành rồi á, thì có xem được clip này thì phải bỏ qua cho em nha. Em cũng không có, em chỉ hướng dẫn cho những anh em mới thôi. Còn những bác đã rành rồi thì nếu mà anh các bác xem á, thì có vấn đề gì sai thì các bác có gì comment phía dưới để chỉ bảo em, để em hoàn thiện hơn nha các bác. Nhưng các bác đừng có ném gạch đá em tội nghiệp. Thì đây, thì hôm nay mình xin hướng dẫn luôn. Thì đầu tiên các bạn muốn câu đài á, thì các bạn chuẩn bị cho mình một cái bộ trục nha. Và một cái phao. Một cái phao nha anh em. Và một bộ một thẻo đôi nha anh em. Đây, mình có bộ thẻo đôi nha. Đây, bộ thẻo đôi này anh em. Bộ thẻo đôi có hai lưỡi. Phao thì anh em chọn phao nào cũng được. Ở đây hôm nay mình chọn phao thân dài, tăm to để anh em dễ nhìn nha. Ở đây một bộ trục. Thì đầu tiên mình hôm nay mình hướng dẫn cho anh em cái cần này là cần 4,5 m nha anh em. 4,5 m thì anh em sẽ chọn bộ mình bộ trục là 4,5 m nha, phù hợp với cái cần nha. Rồi đầu tiên thì mình cột trục vào cần nha anh em. Rồi sau khi mình gỡ bộ trục ra nha. Đây, bộ trục này mình mua làm sẵn nha anh em, nên mình chưa có cân gì hết. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn làm clip hướng dẫn cho anh em cân. Rồi đầu tiên này mình sẽ cột bộ trục này vào lưỡi vào cần nha anh em. Anh em cột cần thì cũng đơn giản à, anh em chắc cũng biết rồi, khỏi cần phải hướng dẫn. Chỉ hướng dẫn cho anh em cách cân này ha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách cân 5 câu 3 nha anh em. Cân 5 câu 3 nghĩa là sao? Cân 5 có nghĩa là lúc mình cân á. Thì cho anh em xem đây nè. Mình quy định là cứ đây 1 2 3 4 5. Thì có 5 vạch nha anh em, 5 vạch đỏ nè. 1 2 3 4 5 5. Đến từ 5 vạch đỏ từ đây trở lên. Thì cái mặt nước lúc mình cân á, thì cái mặt nước của nó nằm ở ngay chỗ vị trí này. Nó lòi 5 vạch đỏ lên là cân 5. Câu á, thì lúc mình bỏ mồi xuống thì một cục mồi nó sẽ chạm đáy, một cục mồi nằm ở dưới đáy thì cho nó lú lên 3 vạch. Như này là ok. Dụ nước nằm đây. Có mồi nha anh em, có mồi vào thì cái mặt nước nó nằm ở khúc này là nó lò 3 vạch lên là mình câu 3. Còn nếu mình chưa có mồi á thì mình mặt nước nằm đây thì nó lòi lên 5 vạch là cân 5 nha anh em. Rồi giờ mình thực tế luôn ha. Hôm nay mình có cái hồ ở đây, mình thực tế câu cái cân thực tế cho anh em xem luôn. Đây là mình mang này cần nội địa Nhật nha anh em. Nhận 4,5 m nha. Rồi sau khi mình bỏ trục vào cần rồi thì mình sẽ tiếp tục là mình gắn phao vào chân cắm phao nha anh em. Mình cho ít nước để cho nó trơn trơn dễ vào này. Rồi mình cho vào ha. Rồi tiếp tục mình cột bộ thẻo vào trục nha anh em. Móc bộ thẻo vào trục nha. Rồi nha anh em. Sau khi mình cột thẻo trục với lại phao vào cần câu thì bắt đầu mình cân nha anh em. Rồi mình thả nước nha.
nó thả xuống nước nè. Nước thì thấy phao đó chìm nha anh em. Phao chìm là nguyên nhân là do chì nặng quá nha anh em. Rồi chì nặng quá thì mình sẽ dùng kéo mình cắt bớt đi nha anh em. Dùng cái kéo này nha, dùng kéo nha, kéo mình cắt bớt chì ra này, cắt bớt chì nha nha. Rồi cắt một đoạn rồi mình tiếp tục bỏ xuống xem nó được chưa. Đó, mình thảy xuống thì canh bây giờ nó đang là một nấc nha anh em, một nấc gần hai nấc nha anh em, gần hai nấc thì mình tiếp tục canh tiếp nha anh em, cho nó nổi lên năm nấc là ok, là hoàn thành cân năm nha anh em. Đến đây thì mình cắt một ít thôi, rồi tiếp tục cắt nha anh em. Cắt xong tiếp tục mình thả xuống. Đó, mình thả xuống nó được 3 nấc nha anh em. Còn 2 nấc nữa là ok ha. Nhấc lên cắt tiếp anh em. Cắt một xíu một thôi nha anh em. Xíu một thôi ha, xíu một thôi, tiếp tục thả xuống nha anh em. Đây nhìn thấy không, 1 2 3 4 nấc thôi, 4 nấc thì mình cho nó lòi một nấc đỏ lên, mình cắt một tí thôi nha anh em, tí thôi. Cắt xíu một nha anh em, tí thôi. Tới đây thì mình cắt góc nha, xíu thôi ha. Rồi tiếp tục, tiếp tục mình thả xuống nha anh em. Đúng 5 nấc chưa? Đó, đúng 5 nấc nha anh em. Rồi sau khi mình cân đúng 5 nấc là đã hoàn thành cân 5 nha anh em. Rồi mình nhấc lên mình vo mồi vào để mình câu nha anh em. Sẽ vo mồi vào lưới câu, mình móc mồi vào lưới câu nha anh em. Mình phải xác định đúng cái chỗ vị trí nào mình câu nha anh em, chứ đừng để gọi là anh em thường anh em nói là mình câu đúng lỗ đó anh em. Mình xác định đúng một vị trí nha anh em, vị trí mình muốn thả lưới câu ngay đó thì mình sẽ câu ngay đó nha anh em, đừng câu lệch lỗ nha, câu lệch lỗ thì sẽ không có hiệu quả cao nha anh em. Sau khi mình vo mồi vào này, vo mồi vào hai lưỡi câu nha anh em. Rồi tiếp tục mình thả xuống nước mình canh nha anh em. Mình sẽ kéo phao lên thật cao. Cao phao lên nha nha, kéo phao lên bằng cách là dùng hạt chặn nha nha, thảy xuống nha nha. Cái này là do mình kéo phao, cái này là do mình kéo phao cao quá nha nha, nên cục mồi đã chạm đáy rồi nên cướp vẫn chưa tới, nên mình sẽ kéo phao xuống nha nha. Vì mình cũng đâu biết cái ao này sâu cạo bao nhiêu đâu, nên mình cứ kéo thật cao lên. Nếu mà nó không đủ thì mình kéo lên, còn nếu mà nó dư dư thì mình kéo xuống nha. Bây giờ hiện tại đang bị dư nha.
mình kéo phao xuống, mình kéo hành chậm xuống nha anh em. Kéo hành chậm xuống thì tiếp tục mình thả xuống ngay vị trí đó luôn nha anh em. Đây hiện tại bây giờ phao đang là hai nấc nha anh em, hai nấc, một nấc đỏ và nấc vàng. Là mình nấc vàng đó, to là nó tính là nấc đỏ nha anh em, tại cái phao mình là như vậy đó. Hiện tại bây giờ đang là hai, thì nãy mình nói với anh em, hướng dẫn cho anh em là cách là cân 4, cân 5 câu 3 nha anh em. Đây là mới hai thôi, mình sẽ kéo phao lên một chút xíu nha anh em, kéo phao một chút xíu khoảng hai nấc anh em, hai nấc tính cả nấc vàng và nấc đỏ. Còn thực chất là mình kéo thêm một nấc đỏ là đúng rồi đó nha. Nên mình kéo một chút xíu nha anh em. Rồi sau khi mình rồi xong mình thả xuống là hãy xuống ngay vị trí nãy mình câu nha anh em. Đấy anh em, chuẩn chưa anh em? Đó, chính xác là lên 4 nấc nha anh em, lên 3 nấc nha anh em. 3 nấc đỏ, mình nhìn thấy 3 nấc đỏ nha. Đó, 3 nấc đỏ rõ ràng này là mình đã hoàn thành câu 3 nha anh em. Rồi, bài hướng dẫn canh 5 câu 3 của mình đến đây xin kết thúc nha anh em. Thì anh em cảm thấy video hay thì cho mình xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Một cái like của anh em là niềm động lực rất là lớn đối với mình nha. Bye bye và xin hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nha. Bye bye.